Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Honda City. Chiếc này của em là sản xuất năm 2020, bản top mọi người nhá. Đây là model Upshot, model cuối cùng trước khi Honda Việt Nam lắp ráp cái bản City Form mới như chiếc hôm trước của em. Chiếc này thì nó vẫn là cái model này, vẫn là cái model mà được rất rất nhiều quý anh chị đang săn tìm. Và lưu ý thêm thì đây của em là bản top mọi người nhá. Bản top ạ, bản top là bản cao cấp nhất rồi. Trên cái dòng City này thì ở trong phân khúc hạng B thì Honda City vẫn là một trong số những chiếc xe mà được bán chạy nhất. Đó, Honda City top mọi người nhá. Bây giờ thì sẽ mời mọi người cùng thưởng thức và cảm nhận về chiếc xe khi mà xe bắt đầu ra đến Sài Gòn. À, từ Sài Gòn ra đến Hà Nội ạ. Mọi người thì vẫn thường xuyên thấy em quay xe mộc mạc đúng không ạ? Em vẫn thường xuyên quay xe mộc mạc khi mà mọi người xe ra thì em quay luôn cho mọi người xem. Đó, rất là rõ ràng, đầy đủ thông tin. Và không cần phải chờ đến lúc làm đẹp mới quay, quay luôn thực tế để cho mọi người có thể xem được. Rồi, để em nhận xe nhé, sau đó em sẽ quay tiếp. Đây ạ, chiếc City Top này thì sẽ được trang bị đèn full LED mọi người nhá. Đây là một trong số những cái công nghệ mà ở trong cái đối thủ phân khúc hạng B của nó mãi về sau mới được trang bị thôi ạ. Còn chiếc này thì được trang bị từ năm 2017 cơ. City Top là có đèn full LED rồi, màu trắng biển thành phố. Bản này là bản top, bản cao cấp nhất thì sẽ được trang bị thêm túi khí này, thêm ghế da, có điều hòa tự động đó, và thêm khá là nhiều. Ở đây thì chỉ có bụi bẩn thôi. Cá nhân em nhìn ở đây thì em thấy xe vẫn còn khá là đẹp và mới. Sau video này thì em sẽ cho xe đi spa. Nói chung là nhìn nó đã đẹp như này thì cũng chỉ cần làm nhẹ thôi, một vài cái thủ tục đơn giản thôi là sẽ có thể giao xe được. Kiểm tra xe đi em, mở ấy lên. Quy trình của bên em thì khi mà về thì sẽ nhận giấy tờ đầy đủ, sau đó kiểm tra chất lượng của xe từ A đến Z luôn cho mọi người yên tâm, cũng như là cửa hàng. Mặc dù là đâu ở trong Sài Gòn khi mà bên em mua thì cũng đã kiểm tra một lần rồi, cũng toàn là người của em cả thôi, kiểm tra rất là kỹ càng trước khi lấy. Đó, giấy tờ thì sẽ có một người bàn giao, và người kiểm tra chất lượng thì sẽ là kiểm tra máy móc, khung gầm, rồi các cái chi tiết xem có cần phải làm gì hay không. Đó, máy móc này mọi người có thể thấy được nó còn rất rất mới và sáng như thế này thì thật sự là với cá nhân em đánh giá chiếc xe này khá là ổn trong cái phân khúc này, trong cái tầm tiền này. Đó, các bạn kỹ thuật sẽ kiểm tra một vòng về chất lượng. Đó, nước sơn thì mọi người yên tâm nhá, sơn zin còn khá là nhiều. Ghế đấy, đó, xe vừa mua xong nhá mọi người nhá. Mua ra đến đây có như nào thì em quay luôn cho mọi người xem. Đề nổ start top này. Đây có km này, 12.000 km. Đây là km zin mọi người nhá, km zin ạ, 12.000 km zin. Đó, ra đến Hà Nội cái là em quay luôn để cho mọi người xem được thực tế luôn. Anh chị nào đang định tìm một chiếc City Top thì có thể tham khảo những chiếc xe này của em nhé. Anh xem này, hết bảo hiểm không? Đây là giấy tờ đấy ạ. City Top sản xuất năm 2020, có biển số đầy đủ và thông tin rõ ràng đây. Đó, này, cần số ạ. Điều hòa tự động, điều hòa auto. Đó, rồi quay sơ qua một chút như này thôi để cho quý anh chị có thể yên tâm được. Em có một chiếc Honda City Top bản cao cấp nhất mọi người nhá, sản xuất năm 2020, chạy 12.000 km bản top, với giá hiện tại bên em bán 545 triệu. Honda City Top sản xuất năm 2020, chạy 12.000 km. Đó, đảm bảo cho quý anh chị luôn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Sau khi video này kết thúc thì em sẽ cho xe đi spa, làm nội thất, rồi phủ ceramic. Sau đó thì em sẽ gửi đến mọi người một cái video hoàn chỉnh hơn về chiếc xe này. Chiếc này thật sự là rất là đẹp rồi. Nếu như anh chị có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox trực tiếp cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.